Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ làm món này. Đây chính là cua xào biển, tôm sú biển. Đây chính là con cua gạch nha. Nó có khá nhiều gạch. Đây, mấy bạn phân biệt được cua gạch đây. Nè, nó có 1, 2, 3, 4 4 cái tầng này nha. Các bạn nhớ nha. Rồi. Đây, cua gạch với cua thường nha. Thưởng thức con tôm trước, tách ra, okay. tách ra mình ra. Sẽ tách ra. Rồi, đó. Hay quá, chụp. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy miếng nhỏ này mình thưởng thức trước nha. Đây, đây. Đó, quá ngon. Bóc ra, đó là cái bây giờ, đây. Đây con, đây mình sẽ dít bơ lên nha. Đây. Anh kèm dít bơ á, bơ đâu, giới thiệu bơ đi. Đây chính là bơ nha các bạn. Mình sẽ liếm thử miếng nha. Đó, sẽ liếm thử miếng nha. Quá ngon. Quá đã luôn. Đây. Bơ này quá béo, quá ngon. Rồi, thưởng thức thử. Ui xa, trắng bóc rồi nè. Ok, cho con miếng nhỏ nè. Đây đây, cầm miếng này. Để chấm, thưởng thức ở đây. Đó, để chút con có cái miếng này, con lấy ra luôn. Chấm gì? Chấm tôm không? Để xí khoan, đừng bứt nó ra. Chấm với... Ba, thưởng thức trước đi. Có... muối, ớt chanh, mày chua xin. Ngọt nha. Ok, ba thưởng thức trước đi, rồi tới lượt con. Rồi, lấy nét đi. Đấy, thưởng thức thử nha. Rất là ngon. Ok, ngọt. Tới tôm rất là ngọt à. Dai. Rất là tươi. Ok, tới lượt mình nha, các bạn. Đây. Ok, đây. Nếu mấy bạn thấy video này hay, mấy bạn hãy nhớ cho một like, một share, đừng quên một đăng ký. Và nhớ nhấn vào cái chuông để khi mình có video khác thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết tiếp quá theo ngon. Bí mật nha. Tuyệt vời. Quá ngon. Quá ngon. Tùng quá béo. Hơi dài dài chút thôi. Ngọt nữa, tươi. Quá ngon luôn. Tất cả bây giờ mình sẽ tiếp tục thưởng thức con cua này. Đây là con cua gì? Cua gạch. Đây gạch con cua gạch nè. Nó khá nhiều. Đấy, gạch. Nó có gạch đây. Rồi. Đó. Xem mình tách ra xem thử nha. Còn cái đầu này chút đi ba. Đấy, này, quay đây. Đấy. Nè. Chô gạch đỏ âu. Đây, gạch đây, trắng. Quá đã nha, kìa nha. Rất là béo. Xem bạn, này, đúng gạch bạn. Luôn á. Ui. Gạch bạn ươm nè, để lấy. Gạch cái này nè. Lấy nét thử. Ô cha. Rồi, thưởng thức thử này ha. Trứng như trứng vậy. Thưởng thức. Chô, ngon không? Béo không? Béo. Đợi chút cô nuốt hả? Chô, giờ béo không? Trời béo quá. Béo quá không, béo luôn. Béo nè. Không nổi riêng luôn. Chô, quá đã luôn gặp nè. Rồi ba chô, phải nói. Rồi thưởng thức thử nha. Trời ơi, quá béo luôn. Béo kinh khủng. Ờ, à, rất nhiều. À, trong đây nữa nè. Chô, cha gạch. Ây. Ba ăn đi. Đây, đây, đây. Ba ăn đi. Trong này còn nữa nè. Đúng là cua gạch rồi. Chà, chà, miếng này đã quá nè. Ăn đi. Xin thức, thưởng thức thử nha. Ok. Đấy. Đúng là cua gạch. Rồi, bây giờ mấy bạn hãy khám phá cho mình có điều kỳ lạ lắm nè. Quá ngon. Bây giờ là... rất bây là béo. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục thưởng thức cho mấy bạn biết. Biết. Đây. Nè, ba để cái này không? À, bây giờ cái này cái gì nè các bạn ơi. Rất quá lạ luôn. Nó vẫn còn gạch trong đây nè. Thấy. Đó. Đồ bút đây nè. Nhưng mà cái này cái gì? Ngon rồi, rất là nhiều rồi. Quan trọng là gạch á. Nó thưởng thức rất là ngon. Rồi, chắc chúng ta phải kết thúc clip tại đây. Để chúng ta ăn cho bây giờ quay vậy. Tay nó dính rồi. Đúng rồi á. Khói lắm. Đúng rồi á. Dù rồi. Gì bây giờ mình cũng cho các bạn. Mình vừa ăn cũng cho các bạn coi. Cũng mất lịch sự. Bây giờ, rồi. Ôi, bây giờ mình sẽ kết thúc video này đi kết nha. Kết thúc video tại đây nha. Ok. Rồi. Mấy, chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Xin chào. Xin chào. Tạm biệt. Yeah.